Chuyện sự tích quả dưa hấu. Ngày xưa, vào thời vua Hùng Vương, có một chàng trai tên là Mai An Tiêm. Mai An Tiêm nhanh nhẹn, tháo vát, lại chăm chỉ, nên được nhà vua rất mực yêu mến, và còn gả cả con gái nuôi cho chàng nữa. Một lần, trong bữa tiệc vui, Mai An Tiêm đã nói với mọi người: "Tất cả những thứ ở trên đời này đều do đôi bàn tay của chúng ta làm ra." Chỉ chờ có thế, bọn quan ninh thần bèn đem câu nói của Mai An Tiêm tấu lên nhà vua. Nhà vua vô cùng tức giận, cho bắt Mai An Tiêm rồi đuổi cả gia đình Mai An Tiêm ra đảo hoang. Cả gia đình Mai An Tiêm lênh đênh trên biển hết ngày này đến ngày khác. Cuối cùng họ cũng cập bến lên một hòn đảo hoang. Vợ Mai An Tiêm sợ hãi khóc lóc kêu lên: "Sao tôi khổ thế này? Biết thế chúng ta đừng làm gì để cho nhà vua phải giận nữa." Mai An Tiêm cố gắng an ủi vợ: "Nàng đừng lo, chỉ cần có đôi bàn tay thì chúng ta sẽ không sợ chết đói đâu." Một hôm, tình cờ Mai An Tiêm nhìn thấy có một đàn chim đang ăn một loại hạt gì đó có màu đen láy. Mai An Tiêm nghĩ thầm: "Hạt này chim ăn được thì chắc người cũng ăn được." Nghĩ vậy, Mai An Tiêm liền đem thu gom hết tất cả các số hạt lại và đem gieo trồng. Ngày ngày, Mai An Tiêm ra sức chăm bón cho ruộng vườn của mình. Chẳng bao lâu sau, ruộng vườn của Mai An Tiêm trở nên xanh tốt, tùm. Đến mùa thu hoạch, Mai An Tiêm cùng với vợ con đem hết số quả về nhà. Quả nào cũng có màu xanh sẫm, khi bổ ra thì lại có màu đỏ và có cả hạt đen nữa. Khi ăn quả thì lại thấy có vị ngon, ngọt, thơm mát. Vì ăn không hết nên Mai An Tiêm đã khắc tên của mình lên trên những quả dưa hấu và thả những quả này xuống biển. Nhân dân ở ven biển vớt được quả lên, họ lấy làm lạ, liền bổ ra ăn thử, thì thấy có vị ngon, ngọt, thơm mát. Họ liền đem thứ quả lạ này dâng lên nhà vua. Khi nhìn thấy quả có khắc tên Mai An Tiêm, nhà vua chợt hiểu ra tất cả. Ông vô cùng hối hận, bèn cho gọi cả gia đình Mai An Tiêm trở về. Từ đó trở đi, Mai An Tiêm đem hết số hạt giống phân phát cho người dân đem gieo trồng và đặt tên cho quả đó là quả dưa hấu.